kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 181 về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi vốn để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo đó, vốn dự kiến không giải ngân hết của 4 chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội được điều chỉnh tối đa là 15.500 tỷ đồng để bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay ưu đãi theo đúng nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tối đa là 38.400 tỷ đồng và các chính sách liên quan. Người nhận hỗ trợ gồm người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các ngành tạo động lực cho phục hồi và phát triển cho nền kinh tế. Thời gian hỗ trợ chủ yếu trong năm 2022-2023. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chấp thuận bổ sung công năng 3 cầu cảng thuộc khu bến cảng Tiên Sa được phép tiếp nhận tàu container. Theo đó, cầu cảng số 1 được phép tiếp nhận tàu container sức chở đến 20.000 tấn phía thượng lưu, tàu container đến 45.000 tấn giảm tải phía hạ lưu. Cầu cảng số 2 tiếp nhận tàu container sức chở đến 30.000 tấn phía thượng lưu, tàu container đến 20.000 tấn giảm tải phía hạ lưu. Cầu cảng số 3 tiếp nhận tàu container đến 50.000 tấn giảm tải. Theo quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ nhóm 3, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, khu bến Tiên Sa đáp ứng lượng hàng dự báo đến năm 2020 khoảng 8,6 triệu tấn, đến năm 2030 khoảng 11,9 đến 13,8 triệu tấn. Tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Công, Lào, Công an tỉnh Quảng Nam, Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Sê Công vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng. Đến dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đại tá Kham Ban Phom Mani Vong, Giám đốc Công an tỉnh Sê Công cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của hai tỉnh. Công trình nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng khởi công từ tháng 8 năm 2022. Qua 12 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành kịp tiến độ đề ra. Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng có tổng mức đầu tư 17,6 tỷ đồng, đã được tỉnh Quảng Nam thống nhất đầu tư xây dựng tặng tỉnh Sê Công, giao cho Công an tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư dự án. Công trình hoàn thành có quy mô 1 tầng với diện tích xây dựng hơn 800m2, với thẩm mỹ chất lượng đảm bảo yêu cầu thiết kế. Công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đắc Chưng, đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, thống nhất vốn có giữa hai nước, Việt Nam, Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Nam, Sê Công nói riêng, nhất là lực lượng công an hai tỉnh trong công tác phối hợp, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm tại khu vực biên giới. Dịp này, Công an tỉnh Quảng Nam đã trao tặng hỗ trợ cho Công an tỉnh Sê Công một số thuốc men và thiết bị y tế với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng, góp phần hỗ trợ cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Sê Công trong công tác và chiến đấu. Thôn tái định cư Pa Chen, xã Đắc Long, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum thuộc dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đắc Hơ Rinh được triển khai từ cuối năm 2009. Đây là nơi sinh sống của 126 hộ với 647 nhân khẩu. Tuy nhiên, đó chỉ là trên giấy tờ. Bởi thực tế chỉ có 74 hộ sinh sống tại đây, còn 42 hộ chỉ lên đây canh tác rồi lại quay về làng cũ. Nghịch lý ở chỗ, dù đã được đầu tư đầy đủ điện, đường, trường trạm, nước sinh hoạt, nhưng do thiếu đất sản xuất, hàng chục hộ dân đã bỏ về nơi ở cũ. Là một trong những hộ dân đã xây dựng nhà ở khu tái định cư Pa Chen, nhưng anh A Nhôm cho biết, anh chỉ ở đây khi cần chăm sóc hoặc thu hái cà phê, anh mới lên đây ở. Ở đây anh cũng chỉ được cấp đất, đủ trồng 300 gốc cà phê, thu nhập không được bao nhiêu, nên anh phải quay lại làng cũ để đi làm thuê kiếm sống. Gia đình em cũng 6 thành viên và đăng ký theo dự án đó là 4 nhân khẩu, cuối cùng là em là chỉ có nhận được có 300 cây thôi. Được triển khai từ cuối năm 2009, dự án tái định cư Pa Chen có tổng diện tích 690 ha. Trong đó, diện tích quy hoạch điểm dân cư là 110 ha, đất dành cho sản xuất 580 ha, cấp cho mỗi hộ 2 ha. Tuy nhiên, đến nay, mỗi hộ dân lên khu tái định cư này chỉ nhận được từ 3 đến 5 sào cà phê. Không đủ đất sản xuất, 42 hộ dân đã tìm đường quay về khu vực làng cũ. Các hộ ở lại cũng gặp nhiều khó khăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn bạn Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng bản tin. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.